Bome đạt vốn hóa vài tỷ đô chỉ sau vài ngày ra mắt. Nero ít 40 lần sau khi list Binance. Một vài trader biến những khoản đầu tư rất nhỏ chỉ từ vài trăm đến vài nghìn đô thành những khoản đầu tư trị giá hàng triệu đô la chỉ bằng việc chơi meme coin. Hẳn là nếu ở những cái chu kỳ trước thì những cái câu chuyện thần kỳ này bạn có thể cảm thấy rất là điên rồ và hoang đường. Nhưng mà ở mùa này, khi mà những cái điều điên rồ nhất vẫn đang diễn ra ở một thời điểm chúng ta đang gọi là meme coin super cycle. Meme coin có thể không phải là cái khẩu vị đầu tư yêu thích của nhiều người, nhưng nếu đã là những người chơi trong thị trường crypto thì dù là ở bất kỳ một giai đoạn nào, dù là nhà đầu tư mới hoặc là những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường thì đều sẽ biết đến meme coin và biết đến đây là những khoản đầu tư dù là có tính rủi ro cao nhưng mà lợi nhuận mang lại thì cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì đâu sẽ là những cái meme coin mà có thể đáng chú ý giúp bạn có thể đổi vị thế trong chu kỳ này? Hãy cùng mình xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Sự ra đời của Bumfun, một nền tảng cho phép đơn giản hóa việc khởi tạo token trên Solana, có thể nói là khởi đầu cho một trong những cơn sóng meme coin lớn nhất trong lịch sử thị trường crypto khoảng thời gian vừa qua. Nhiều nhà đầu tư cảm thấy rằng nếu thay vì mua những cái venture capital coin hay gọi là những cái asset back của những quỹ đầu tư lớn dưới vỏ bọc là coin công nghệ thì thay vào đó hãy mua những cái meme coin với mức độ rủi ro cao hơn nhưng đồng thời cái lợi nhuận mang lại cũng hấp dẫn không kém, có vẻ là một cái lựa chọn tốt hơn. Theo đó thì thậm chí có những cái thời điểm có những cái token chỉ vừa được tạo ra một vài ngày hoặc thậm chí là chỉ một vài giờ nhưng đã đạt vốn hóa hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đô với volume giao dịch hàng ngày lên đến hàng tỷ đô, như là Moon Đen này, con hà mã Moon Đen hoặc là Goat. Thì có những cái địa chỉ ví được tạo ra và gắn bot chỉ để mua tất cả những cái token xuất hiện trên Bumfun mỗi giây. Mỗi token họ chỉ mua 1 đô, thậm chí là 0.1 đô, rồi đem lại cái mức lợi nhuận cao gấp hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần. Như vậy có thể nói rằng chúng ta đang thực sự trải qua một meme coin super cycle đúng nghĩa như những gì mà đang diễn ra ngày hôm nay. Vậy thì meme coin nào sẽ có tiềm năng tăng trưởng lớn trong khoảng thời gian tới? Dưới đây sẽ là 3 meme coin mà mình nghĩ rằng chúng có cái điểm nhấn thực sự khác biệt và cộng đồng mạnh mẽ để có thể tạo ra sự tăng trưởng bùng nổ trong khoảng thời gian tới. Hãy nhớ rằng đây không phải là lời khuyên đầu tư, hãy thực sự hiểu rủi ro mà những cái meme coin này mang lại bên cạnh cái tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn của nó. Thứ nhất là Whiff. Dog WhiffHash là một trong những cái meme coin tăng trưởng mạnh mẽ nhất và bùng nổ nhất trên Solana trong chu kỳ vừa qua. Dog WhiffHash được tạo ra nhờ việc lấy cái nguồn cảm hứng từ một meme coin khác là Dogecoin, nhưng mà một cái hình hài thú vị hơn và vui nhộn hơn, đó là một cái chú chó đội mũ len. Thực sự thì cái câu chuyện về chú chó đội mũ đã thực sự tạo ra một cái sự bùng nổ trên mạng xã hội Twitter một khoảng thời gian, và thậm chí nó còn nhanh chóng lan truyền tới những cái nhóm người không tham gia vào thị trường crypto và trở thành một cái hiện tượng thú vị. Có một cái cộng đồng mạnh mẽ và cùng một câu chuyện thú vị, và thậm chí có sự tham gia của những cái Solana Foundation này, cũng như là Phantom và cũng như là một cái vài những cái foundation lớn. Và đã từng có thời điểm sau khi được list trên Binance thì Whiff đã được giao dịch ở mức cái vốn hóa là hơn 4 tỷ đô. Và ở thời điểm hiện tại với mức vốn hóa 2.5 tỷ đô thì Whiff hiện vẫn đang nằm trong top 50 token có vốn hóa cao nhất thị trường crypto. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một cái dự án meme coin nào thực sự tạo ra một cái hiện tượng bùng nổ hay là một cái cộng đồng sôi động hay là một cái câu chuyện thú vị nhưng mà Whiff đã từng làm trong chu kỳ vừa qua. Thế nên với mình thì đây vẫn là một cái dự án mà mình nghĩ rằng có nhiều tiềm năng để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, mặc dù có thể nhiều người cho rằng là ở thời điểm hiện tại nó đã quá cao rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng với những gì mà meme coin super cycle đang diễn ra như ở thời điểm hiện tại thì tiềm năng tăng trưởng của Whiff trong tương lai vẫn là rất là lớn. Có cách lấy cảm hứng từ meme về một chú mèo Oatmeal nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Dự án bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn nhờ vào những cái hiệu ứng tích cực từ cái trò chơi trực tuyến là Podcast Click. Trò chơi này có lối chơi vô cùng đơn giản nhé. Người chơi chỉ cần nhấp chuột vào cái biểu tượng chú mèo để tạo ra âm thanh pop. Thì tất nhiên đây không phải là một cái dự án click to earn, nơi mà bạn sẽ click càng nhiều này, click càng lâu thì sẽ nhận được càng nhiều token. Tất cả những gì mà bạn nhận được đó, khi mà click chỉ là một cái tiếng pop và chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Và chỉ đơn giản thế thôi á, nhưng mà Popcat đã xây dựng cả một cái cộng đồng vững mạnh, có thể nói là chỉ xếp sau Whiff trên Solana, và dần dần biến token Popcat vượt qua nhiều những kỳ lân công nghệ khác trong thị trường crypto để trở thành một cái token có mức vốn hóa hơn 1.3 tỷ đô. Và rất có khả năng đây sẽ là meme về chú mèo đầu tiên sẽ xuất hiện trên Binance. Ở thời điểm mình làm video này á, thì Popcat vẫn đang dao động trong mức vốn hóa khoảng 1.2 đến 1.3 tỷ đô, và có vẻ như là được khá nhiều những cái whale cũng như là cái smart money mua vào mạnh từ cách đây khoảng 1 tháng. Nguồn gốc của token Goat là mưa làm gió trên thị trường crypto trong một vài ngày vừa qua, có thể được xem là bắt đầu từ một con bot AI bán tự động mang tên là Chuck Terminal.
Thì con bot AI này sẽ hoạt động dựa trên sự quản lý của con người trong việc phê duyệt bài đăng cũng như là quyết định xem nó được tương tác với ai. Thông qua đó thì AI này sẽ có khả năng học hỏi từ những cái nội dung mà chúng được tiếp xúc và sẽ tự tạo ra một cái bài đăng của chính mình. Và câu chuyện thì dường như sẽ không có gì đáng chú ý nếu như Truth Terminal không nhận được sự chú ý của A16Z. Cụ thể là Mark Andreessen, đồng sáng lập của A16Z, đã để ý đến dự án này và đặt câu hỏi rằng liệu con bot AI này sẽ được sử dụng cho mục đích gì. Và về phần dự án thì họ trả lời rằng là họ muốn mua một cái CPU mới dùng để train model cho con bot này và dùng nó để điều khiển những cái thuật toán và cũng là để ngỏ ý để tung ra một cái meme coin riêng. Và với câu trả lời đó thì Truth Terminal đã bỏ túi cái của khoản tài trợ đầu tiên trị giá 50.000 đô đến từ đồng sáng lập của A16Z. Tiếp sau đó thì một vài người nào đó, thì mình cũng không thực sự biết là ai, thì một vài người nào đó đã tạo ra cái đồng meme coin có tên là Goat trên Solana bằng cái nền tảng bơm phân vào ngày 10 tháng 10. Và sau đó tận dụng cái cơ chế hoạt động của Truth Terminal để dẫn cho cái con bot này tạo ra những cái bài đăng liên quan và những cái từ khóa liên quan đến token Goat. Và chỉ cần có thế, chỉ cần một cái ticker mà thôi, thì cộng đồng crypto bắt đầu trở nên FOMO và bắt đầu lan truyền rằng Goat chính là cái token liên quan đến Truth Terminal và một dự án được A16Z đầu tư. Và thế là mọi người bắt đầu đổ xô đi mua Goat như cách mà họ FOMO những cái meme coin khác và khiến nó trở nên bùng nổ trong một vài ngày. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Goat đã nhanh chóng đạt được cái mức vốn hóa đến hơn nửa tỷ đô với volume giao dịch hàng ngày đều nằm trong khoảng từ khoảng 100 đến 200 triệu đô. Điều này biến Goat trở thành một cái hiện tượng thú vị và đáng chú ý trong thị trường crypto. Goat hiện và đang được giao dịch ở mức vốn hóa hơn 600 triệu đô vào thời điểm làm video này. Và điều thú vị ở chỗ đây là cái token đầu tiên được tạo ra trên bơm phân có thể vượt mốc vốn hóa là 300 triệu đô, ngưỡng được nhiều nhà đầu tư cho rằng là mức kịch khung của những cái token được tạo ra trên bơm phân. Goat được kỳ vọng là có thể sớm tiến tới mức vốn hóa 1 tỷ đô chỉ trong vòng 1 tháng tới, khi đây là một trong số ít những token có thể tạo nên được câu chuyện về sự giao thoa giữa hai ứng dụng công nghệ của thời đại mới, chính là AI và blockchain. Ok, cuối cùng thì hãy nhớ rằng bất kỳ một cái meme coin nào cũng mang trong mình những cái rủi ro và những cái lợi nhuận nhất định. Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận thu về càng cao và ngược lại. Không có bất kỳ một cái chiến thắng nào hoặc là một công thức giao dịch nào giúp bạn có thể thắng chắc 100% trong thị trường này. Đặc biệt là trong bối cảnh khi mà mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút đều có hàng trăm token được tạo ra. Thế nên phương pháp hiệu quả nhất phải là việc phân bổ vốn và rủi ro hợp lý. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé.